Trước hết, cho phép tôi thay lời anh em trong ban chấp hành xin gửi tới quý thầy, gửi tới các vị khách quý cùng toàn thể bà con Phật tử lời chào và lời chúc sức khỏe năm mới. Kính thưa ngài đại sứ Hồ Minh Tuấn, sự hiện diện của ngài cùng với chủ tịch hội của Việt Nam cũng như sự hiện diện của các ban ngành đại diện cho chính quyền tỉnh Uteski đã thể hiện sự quan tâm đến các phong trào trong cộng đồng tỉnh nhà chúng tôi. Đây có thể nói là một bước ngoặt mới cho sự phát triển trong tương lai của chùa Mốt. Kính thưa toàn thể quý vị, trong tình hình phát triển văn hóa tâm linh, đạo Phật là nét văn hóa truyền thống của Việt Nam đang được người dân ở trong nước cũng như nước ngoài rất ngưỡng mộ. Đó là điều tốt lành, hướng thiện cho con người, mong đem lại niềm an lạc cho dương gian. Vì vậy, mỗi ngôi chùa ra đời là một sự đóng góp cho nền tảng đạo đức xã hội. Ngôi chùa ra đời đồng nghĩa với nền đạo đức được xây dựng. Nền đạo đức được xây dựng thì các tệ nạn xã hội, các xấu rỡ trong cuộc đời sẽ được đẩy lui. Một trong các yếu tố đó cũng đã góp phần rất tốt vào hình ảnh của cộng đồng chúng ta. Nhờ có cơ may trong những người yêu kính đạo Phật của thành phố Mốt đã gặp được thầy Đại Đức Thích Trúc Đạt, và từ đây ngôi chùa Mốt đã được thành lập và mọc lên từ năm 2011. Đây là nơi gửi gắm tâm linh của người con yêu kính đạo Phật đầu tiên trong tỉnh của chúng ta. 8 năm đã trôi qua, nhờ ánh sáng Phật pháp, nhờ phẩm hạnh của thầy Đại Đức Thích Trúc Đạt và nhờ vào sự tu tập tinh tế của hàng Phật tử chùa Mốt nên mỗi ngày một đông hơn. Nó đã kết nối các hội đoàn trong chi hội thành phố Mốt nói riêng và các hội đoàn trong tỉnh Uteski nói chung, tạo nên sức mạnh trong khu vực, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển cộng đồng trong thời kỳ hội nhập trên toàn cộng hòa Séc. Với cương vị là chủ tịch, tôi rất là vui mừng trước sự phát triển của chùa Mốt. Để có được ngôi chùa ấm áp và trang nghiêm như ngày hôm nay, tôi xin được tán dương công đức vô lượng của thầy Đại Đức Thích Trúc Đạt. Ông Nguyễn Hữu Chiến, nguyên chủ tịch, ông Lưu Danh Nguyên, chủ tịch cùng anh chị em trong ban chấp hành chi hội Mốt đã luôn luôn quan tâm hỗ trợ, tạo nên chỗ dựa vững chắc cho sự hình thành và phát triển của chùa Mốt. Cuối cùng, tôi xin chúc cho đại lễ hôm nay thành công tốt đẹp. Chúc quý vị có một buổi lễ vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị.